Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa 5 loại mắt, 6 phép thần thông, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa quả vị độc giác, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.